Nhưng mà bây giờ nếu như mà em lại nói là cái đấy 10 mét mà 700 triệu thì cái theo góc nhìn của anh ấy thì là em đầu tiên em muốn mua cái miếng đất đấy thì em phải biết là cái thời điểm ở tại địa phương đó, khu vực đó mà sốt của hơn một năm trước. Alo. Alo, dạ, chào em Dũng Thùy. Hôm trước Dạ, em có hỏi chào. anh cái là em đầu tư ở thị trấn Đức Thọ ấy. Thì em À vẫn đầu tư bao nhiêu tiền đấy nhỉ? dạ. Dạ, tầm 700 anh. Ừ, hiện nay là em đang kinh doanh gì? Em còn làm bên đất. À, cũng làm bên đất à? Dạ, anh Đình Mẫu ấy. Ừ. À dạ, em Hôm chào trước anh. em nhắn mà anh mấy bữa nay bận quá anh chưa trả lời được. Dạ. Thế là bây giờ từ trước là em đầu tư ở khu vực nào rồi? Ở bên Hưng Nguyên anh ạ. Hưng Nguyên của Nghệ An hả? Dạ. Hưng Nguyên Nghệ An này là mình đầu tư giáp khu công nghiệp hay là của thị trấn? Cũng có của công nghiệp, cũng có của thị trấn. Ừ, cái đất của em bây giờ lại có cho thuế được không? Dạ không. À, thế là mình mua xong là mình cái vấn đề khi em mua đấy thì thời điểm đấy là giá như thế nào? À, khi nói chung là khi em muốn là tầm 750. À, khi mình mua 750 nếu mà tầm này bán Dạ. thì có được hoa vốn không? Phải được hơn 800. Hơn 800 thể là hoa vốn rồi. Dạ. Ừ, từ tiền lãi ngân hàng thì hoa vốn rồi. Bây giờ cái tiền mà em định vay mua để em theo kiểu là mình vay ngân hàng hay là em định mua tiền bằng tiền mặt của mình ấy? Em định một nửa tiền mặt và một nửa vé, mà như như em đang đề nghị hỏi anh là đầu tư ở Đức Thọ Ừ. là có nó là mới đấu giá mà rồng rồng 16-25 mà đằng trước 10 mét là được lưu không mà đường thì quý hoặc cả 10 mét đường đường lớn luôn. À, Dạ. nhưng mà cái đất Mà đấy bây giờ nếu như mà em đầu tư vào thì trước cái giá thời điểm sổ thì cái đất này là bao nhiêu tiền? tại vì họ mới đấu giá cách đây một tuần mà ở Đức Thọ thì em không am hiểu được, tại vì ở bên Hà Tĩnh kiểu nhà đầu tư đất ít ít hơn là của bên Nghệ An em, bên Hưng Nguyên em. Nó là vấn đề nằm ở chỗ này, nếu mà giờ xét về cái Đức Thọ hay là xét về tổng quán thì nó là thế này này. Cái thứ nhất là nếu mà di chuyển về thành phố Hà Tĩnh ấy thì nó đâu đấy khoảng tầm gần 50 cây, tức là khoảng 45 cây gì đấy, thì chắc chắn một điều là nó sẽ không được ưu tiên về hạ tầng nhiều so với các cái huyện mà giáp với thành phố. Vì thường một cái thành phố nó muốn phát triển nó giống như một vệt dầu loang ấy, nó phải phát triển ra những cái vùng giáp của thành phố, hoặc là nó sẽ ưu tiên hạ tầng, hoặc là những người làm lãnh đạo đấy thì họ cũng phải ưu tiên về ngay tại những cái mà địa bàn họ làm việc. Mà giờ nếu như mà vừa di chuyển để về ở một cái thành phố như thành phố Hồ Chí Minh mà nói là cách trung tâm thành phố 40 cây nó đã quá xa. Đằng này là tính về Hà Tĩnh mà lại cách 45 cây thì nó lại càng xa nữa. Đó là một cái yếu tố đầu tiên mà phân tích về cái về sự phát triển. Cái thứ hai là về Đức Thọ cũng vừa như em vừa trao đổi ấy. Thì cái mà anh nhìn thấy đấy là nó không có nhiều khu công nghiệp hay là được quy hoạch gì ở đấy nhiều, vì ở đó hầu như đồi núi cũng nhiều. Đúng rồi Thì anh. nếu như đồi núi nhiều mà lại trong cái tư duy của nhiều người mà họ đang làm gọi là đầu tư thì họ cũng không nhìn được thấy cái tiềm năng giống như của mà anh em mình nhìn. Vậy thứ ba nữa là nếu như em nói là em mua xong rồi em lại đầu tư để là cho người ở đó sau mình bán lại cho chính người ở đấy, thì nếu như bây giờ em mua xong em cho thuê được, hoặc là em có thể em xây lên cái ổ tạm đấy khoảng đâu đấy khoảng tầm 100 triệu, xong mình cho thuê tháng là khoảng 3 triệu hoặc là 2 triệu thì nó vẫn ổn, bởi vì là nó sẽ sinh ra những cái con người sống ở đấy và họ kéo người dân về thì đất nó tăng, mặc dù là cái thu nhập trên cái đất đấy có thể nó không nhiều, có thể nó không cao, nhưng nó sẽ đạt được những cái đấy. Nhưng mà bây giờ nếu như mà em lại nói là cái đấy 10 mét mà 700 triệu thì cái theo góc nhìn của anh ấy thì là em đầu tiên em muốn mua cái miếng đất đấy thì em phải biết là cái thời điểm ở tại địa phương đó, khu vực đó mà sốt của hơn một năm trước thì là giá bao nhiêu. Vì mình trong một cái nguyên tắc của đầu tư bất động sản đấy là phải điều tra định giá, và trong cái điều tra đấy thì là trước sốt
và giá hiện tại, giá tương lai, giá giao dịch, có bốn cái điều tra. Thì bây giờ em lại chưa điều tra được cái khúc là cái giá trước đây giao dịch nó như thế nào. Trước đấy thì em không biết, nhưng mà cách đây một tuần là đặt giá khởi điểm là 550 của đu giá. Mà họ đậu lên là 650. Bây giờ họ bán lại là tránh 50 triệu. Tức là họ mới, mặc dù là đã đứng đựng nhưng mà đậu xong bây giờ vẫn bán tránh ra 50 triệu. Dạ, mà tiền họ quay thả dư được cái. Mà tiền thì họ lại chưa trong đủ. Tiền họ trong đủ rồi. Tức là mới đấu giá có một tuần thì làm gì là trong đủ, thương là trong vòng 30 ngày đấy em. Không, đấy. Có nghĩa là rã bia được một tuần thôi. Rã bia được một tuần chứ không phải là đấu giá, không phải là đấu giá một tuần. Đúng rồi. Rã bia được một tuần thôi. Chứ họ lại bạn lại là tránh lên 50 triệu. Là sáng tên mình luôn. Em đã sáng xe, đã sáng xem lại cái thực tài cái đất ở đấy chưa? Em sáng xem rồi. Có nghĩa là cách đường lớn thì là hơn khoảng 3 cái, mà nói chung gian ủy ban chờ trường học thì cũng trung tâm, nhưng mà kiểu là từ cái đường lớn quốc lộ chứ quốc lộ 7 quốc lộ ở đấy là có quốc lộ 7 đây hay là trên đường 15 đấy là quốc lộ đường Hồ Chí Minh hả? Quốc lộ 7 mà đi theo đường quốc lộ 15 đi vào lô đất ấy. Phải cách 3 cái mà đi qua vén một cái đôi gì đà thì mới đến cái địa điểm đặt, chứ mà chỉ chế là đi qua vén một cái đôi kiểu thấy ngập ngập á, chứ đến địa điểm đặt thì trung tâm gần ở đâu mà lấy ủy ban chờ trường học thì cũng gần, mà đường thì đường lớn, được đặt là đường lớn luôn. Nó cách chờ sao? Cách chờ anh? Chờ thì em không có hỏi, nhưng mà trường mầm non này, trường tiểu học này, trạm y tế này, ủy ban xã này là gần đó. Gần là gần bao nhiêu thì nhiêu? Tầm là phải 300 mét à. Nó 400 mét chứ. Nó là nằm trong khoảng phạm vi 400 mét hả? Dạ. Thì nếu như nằm trong phạm vi 400 mét đấy mà chiều nó rộng và sâu khoảng tầm 25, tức là nó rơi vào 200 gần 300 mét vuông ấy. Dạ. Thì trên thực tế thì nếu mà nói để cho nó tiềm năng để tăng giá x1, x2 là nó không có đâu. Yeah. Nhưng mà với thời điểm này em mua thì chắc anh nghỉ khoảng vài năm nữa, hoặc là 4 năm nữa thì nó đâu đẩy bạn 700 thì bạn đã đẩy khoảng được 1 tỷ đến tỷ 2 thì khả năng bạn được. Rồi thì để em lại. Không, nó là phải nó phải đạt được những cái yếu tố đầu tiên ấy. Tức là em phải có cái gì cho xây lực lên đó. Em gửi vị trí cho anh xem nhé. Thì tỷ này anh sẽ xem và giúp cho, nhưng mà anh đang nói là phân tích về em như thế này. Cái thứ nhất là ở đấy là bao nhiêu lô? Nhưng mà khi em nói là cách xa với là cách trường học với trạm y tế có 300 mét ấy. Thì sau này nó sẽ là phát triển cho một cái huyện gọi là thị trấn đó. Mà nó là thuộc trung tâm thị trấn luôn đúng không? Vén thị trấn thôi. Vén thị trấn hả? Nếu mà vén thị trấn thì em phải xem xét lại chỗ này. Vì ở đấy là cùng một xa chứ không phải là của huyện. Đúng rồi, của xa. Của xa thì bây giờ nó lại dừa đến một cái là em phải xem lại cái chợ nó cách đây xa không. Đó, vì là có một cái nữa là nếu mà nói đúng với 700 thì với thời điểm này ở nông thôn là qua cái sóng vừa rồi ấy, thì là nhiều anh đang còn chết ngột, nên em cũng có thể là tìm được một số đất nó có khả năng tăng giá hơn như vậy. Và thanh khoản nó sẽ tốt hơn. Còn nếu em mua ở đó thì em phải tính thêm phương án này này. Hôm sau ai bán đã cho em. Đó là cái em cần phải xét lại. Con bữa trước em sáng là cùng em cùng hỏi là ở bên Hà Tình có người làm công tác viên kiểu như ở bên Hưng Nguyên, nhà em nhà đặt bên Hưng Nguyên, bên bọn em cũng làm theo kiểu công tác viên cho Hưng Nguyên, nhưng mà ở bên Hà Tình nói là cái vùng bên ấy là họ kiểu là dân ở đặt thư thái nhiều ấy. Họ kiểu dân đầu tư thì toàn là nghệ án sáng đầu tư cả. Chứ không có dân Hà Tình đầu tư, mà cũng có người quảng cáo làm công tác viên bạn đã thêm mua đất hết. Em đang bận ở cái điều đó. Cái đấy là tại cái điểm trừ đấy em nè. Dạ, tại vì như kiểu ở bên Hưng Nguyễn đây, nhà em gọi là anh tôi là làm xéo công tác viên cho nhà đất Hưng Nguyễn. Nhưng mà như ở bên đó thì không có. Cái đấy là cái điểm trừ đấy, bởi vì nó nằm ở chỗ khía cạnh thế này, vì đất quy đất ở đấy nó quá lớn thì người dân họ không có nhu cầu. Mà khi người dân họ không có nhu cầu thì bọn em đến đấy từ mấy anh đâu cơ về nhau ấy. Dạ
Dạ, thì đúng biết rồi là nó ạ. rẻ thật, nhìn theo khía cạnh thì nó rẻ, nhưng mà nó rẻ nhưng mà là nó không nằm trong phạm vi là nhu cầu của bọn em thật, mà là em lại bọn em đang là nhu cầu đu cơ. Mà theo nhu cầu đu cơ thì anh cũng phải nhắc em một cái là sắp tới về cái việc định danh ấy, cái định danh trên cái sổ đỏ thì nó lại bị ra một vấn đề là nếu như mà mình có thể để đặt đấy là một nhiều người mà sở hữu nhiều mà không sở hữu vào đúng mục đích, hay là gọi là theo kiểu đầu cơ vứt đấy không khai thác, thì khả năng là bị đánh thuế lên cao hơn so với cái người mà có nhu cầu thật cùng đấy. Đấy là theo cái suy nghĩ cá nhân của anh. Ừ, đấy là cái điểm phải cân nhắc. Nếu như bây giờ mà đầu tư thời điểm 700 giờ ấy thì vẫn có nhiều khu vực đầu tư nó vẫn được, ví dụ như là ở giáp như khu công nghiệp trước đấy nó rơi vào khoảng 1 tỷ 2 tỷ 3, bây giờ nó quay về 700 nó cũng có. Thì trong một vài năm bắt đầu là mình xây dựng lên, mình cho thuê phòng trọ thì tháng mình kiếm đâu đấy khoảng tầm 7 triệu, ví dụ 1 200 mét mà mình mua khoảng tầm 700, thì sau đấy mình xây cái tháng mình kiếm đâu đấy được khoảng 7 triệu, thì nó vẫn giống như làm công của bọn em hay là lương của một người công nhân rồi, mà mình bỏ ra tính ra đâu đấy khoảng sau này mình có tiền mình xây thêm khoảng tầm 6 cái phòng trọ, 7 cái phòng trọ thì mất là 400 triệu nữa, một phòng khoảng 60 triệu, còn với đặt giờ mình mua 700 mà đặt trước thời điểm sốt thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 4, thì sau mai mốt thì mình có tiền mình mua thêm khoảng tầm 400, mình vẽ thêm 400 hoặc mình bỏ ra 400 mình xây, thì một tháng mình có đâu đấy khoảng tầm 6, một phòng là khoảng được triệu thì 7 phòng 7 triệu, 7 triệu thì mình đủ cái tiền để mình trả tiền lãi của một tháng mà mình vay thêm 5 600 đấy. Đó Nhưng là mà ở ở ta ở Nghệ An ta kiểu dân giao và phải có ai thấy ai bán đặt đợt giá như anh nó. thì đó mới là do cái cách bọn em chọn, bởi vì như anh thì anh lại đầu tư thì anh lại không, anh cũng là người ở Tân Kỳ Nghệ An đúng không, Nhưng mà như anh nữa là bố anh. nhưng mà anh là ở trong Sài Gòn đúng không, mà trước đấy thì anh ở đó, bên trước đấy là anh ở nước ngoài đúng không, nhưng mà anh vẫn đầu tư tất cả các tỉnh vì những vùng trong, anh là không đầu tư vùng ngoài, là vì mình đầu tư chứ không phải là mình ở đó. Mà trước đấy nó có một cái hạn chế, đấy là khi em muốn mua 1 kg đất thì em lại không có hình ảnh, em không có video, em không có vị trí, em không có định vị. Nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi cái đấy nó rõ ràng quá, nên nếu như em làm trong đất nữa thì em chỉ nhìn qua cái là em biết tổng thể cái lô đất nó như thế nào, trên cái con đường nào mà có giáp khu công nghiệp hay không, rồi là Có khu nghĩa công nghiệp cách là bao xa, nó biết hết. em làm ở bên nước Nguyên em quen chứ ở Hà Tĩnh em chưa chưa quen. Thế nên là bữa nào là anh nói rồi đấy em bình luận xin tư vấn phía bên Hà Tĩnh chứ ở bên nước Nguyên thì em quen. Không, ý anh là đang nói là cái khía cạnh này, tức là khi mình đầu tư ấy, thì em có thể em ở Hưng Nguyên em làm Hưng Nguyên, nhưng mà khi mình đầu tư có thể mình em phải nghĩ đến là các tỉnh khác, ví dụ như là Bình Phước, hoặc ví dụ như một cái tỉnh nào mà nó rẻ mà lại nó có cái gọi là cái dòng tiền nó tốt ấy, thì mình lại tìm vào để mình đầu tư, vì mình đầu tư mình đâu có xác định cái vị trí địa lý đó, mình chỉ xác định là cái tiềm năng tăng giá cũng như cái hạ tầng cũng như cái chính sách của địa phương chứ. Đó, thì anh chỉ gợi ý cho em như vậy, vậy em sẽ có cái quyết định tùy em. Còn nếu em xuống tiền bên kia thì em cũng phải xem xét lại mai một, chỉ là mình bán thì bán cho ai. Ok, bán lại cho ai em và ai sẽ là người mua cái lô đất đấy. Bởi vì em lại đang bị thêm một vấn đề nữa là em phải phải vay tiền ngân hàng. Ok em, ok nha. Ok, Em cảm ơn anh nhiều ok nhá. em, để anh chỉ cần bỏ bỏ ra 700 triệu, thậm chí là phải vay thêm 300 chỉ được 400 vẫn mua. Nhưng mà trong cái câu chuyện mua đây thì có một cái mà bạn ấy chưa giải thích được là khi chúng ta bán thì bán lại cho ai, khai thác như dòng tiền như thế nào, và đặc biệt có nhiều cơ hội khác tốt hơn cái cơ hội đấy, thì tại sao mình lại không đầu tư cái cơ hội khác mà phải chọn đúng cái vị trí đấy, cơ hội đấy. Đó là một trong những cái lựa chọn tùy vào từng cách đầu tư của từng người, đó là một trong những cái cùng là đầu tư nhưng mà mình sẽ làm như thế nào, chuyển đổi ra sao là cái cách mình tự quyết định cho mình. Cảm ơn tất cả các anh chị.